xin chào tất cả mọi người và chào mừng đã quay trở lại với kênh của trần toàn ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một video mà mọi người sẽ tiếp tục nghe mình làm nhạc cũng như là chém gió về cây kèn harmonica cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người ấy, đấy là một cái kiểu quảng cáo ở trên mạng xã hội để bán kèn harmonica mà dạo gần đây mình thấy khá nhiều người trong cộng đồng chơi kèn harmonica của chúng ta có phản ánh là cái kiểu bán hàng này nó có vấn đề và chúng ta cần phải cảnh giác với nó thì mình cũng đã xem qua những quảng cáo này rồi mình thấy là cũng có một vài cái vấn đề mình không nói rằng là người ta có lừa đảo hay là người ta có bán hàng kém chất lượng hay không nhưng chúng ta phân tích qua những cái quảng cáo của họ ấy, xem nó có cái vấn đề gì hay không và mọi người phải lưu ý những cái gì khi mà mua kèn Harmonica ở trên mạng xã hội thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cũng như là thảo luận nếu mà các bạn thấy có vấn đề gì thì có thể là để lại ở dưới comment để cho mình cũng như là những người xem khác cùng được biết nhé ở đây thì mình đã chụp lại hai quảng cáo này rồi và mình xin phép là mình sẽ không công khai cái danh tính của cái shop này bởi vì là những cái shop mà trên mạng xã hội này thì nó có thể đổi tên nó có thể thay đổi cái danh tính của nó đi thì mình cũng chẳng biết được đấy chúng ta chỉ xem những cái bất cập và những cái gì nó không được minh bạch ở trong này thôi đấy cái thứ nhất là cái quảng cáo đầu tiên này mình chụp được là nội dung làm cây kèn harmonica Suzuki giá chỉ 3XX thổi để lấy lại khí thế cuộc sống bà con ơi đấy và video thì là một người chơi kèn harmonica ở trên đường phố sử dụng cái loa kéo đấy mình cũng đã xem qua cái video rồi một tí nữa mình sẽ quay lại với cái quảng cáo này quảng cáo thứ hai của họ là nội dung như sau kèn harmonic chắc là họ ghi thiếu rồi chỉ 3XX cực hay ạ à. đấy và cái video này thì cũng khá là quen thuộc với mọi người rồi những ai đã từng chơi kèn harmonica đã từng lang thang trên các cái mạng YouTube rồi là các cái mạng xã hội khác ấy, thì rất có thể sẽ nhìn thấy cái video này và bây giờ mình sẽ cùng phân tích cũng như là thảo luận với mọi người xem những cái gì ở trong này nó có vấn đề, mình thấy là đúng nó có vấn đề thật. Đấy. quay trở lại với cái cái uh, quảng cáo đầu tiên của họ ấy, là cây kèn harmonica suzuki giá chỉ 3 xx thổi để lấy lại khí thế cuộc sống bà con ơi. cái video này thì mình uh, mình xem rồi và cái người chơi này là sử dụng một cây kèn tremolo chưa rõ phân khúc chưa rõ hãng và chưa rõ là cái 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 mã hiệu thực tế của cái cây kèn mà cái ông này đang chơi là cái gì nhưng mà ấy, thì đây cũng chỉ là lấy một cái video trên mạng về để đắp vào quảng cáo của họ thôi chứ còn cũng không phải là video họ làm ra Đấy. chúng ta quay trở lại với cái nội dung quảng cáo ấy, là mình thấy là vấn đề ở đây này là kèn harmonica Suzuki giá chỉ 3XX đấy mình gắt nhất là cái kiểu mà 3XX này không công khai giá các bạn ạ không công khai giá và thường xuyên là uh, inbox để được là uh, trách giá đấy thì kiểu này rất hay gặp ở trên những cái uh, kiểu bán uh, hàng qua mạng đấy harmonica Suzuki với cái phân khúc mà dưới một triệu ấy dưới một triệu nha thì các bạn chỉ có thể mua được những cái cây kèn dòng à, diatonic hoặc là dòng tremolo à, thôi đó mà cứ coi như là người ta quảng cáo cho một cây kèn tremolo à, đi thì mình có thể liệt kê ra cho các bạn một vài cái sự lựa chọn như sau của hãng Suzuki nhé là những cây à, như kiểu là Winner này, những cây như kiểu là Study này, Study 24 đấy, những cây uh, kiểu như là Su 21 này, Su 24 này, đó. Có bằng ý cái lựa chọn dành cho kèn Chemolo Harmonica của hãng Suzuki mà giá dưới 1 triệu thì chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà so ra với cái 3XX này ấy, thì mình thấy không có một cây kèn nào nó có cái tầm giá này cả Ví dụ như những cây kèn giá rẻ Winner hoặc là Study đi Thì với những cái nơi mà bán cái giá cao nhất Cao nhất thị trường hiện nay Thì cũng chỉ uh, Trần Kịch Trần ấy Là 250.000 thôi Là bao gồm cả ship trước các thứ rồi Còn ấy, nếu mà rẻ thì là dưới 200.000 Đấy thì không thể nào mà có cái giá là 3XX được nếu nó có cái giá trên 300 nghìn cho hai cái dòng kèn Winner và Study thì là đắt là các bạn đã mua phải kèn đắt đấy đối với cái dòng uh, Su 21 và Su 24 thì sao thì nó có cái giá cao hơn rất là nhiều cây Su 21 ý, thì lần cuối cùng mình biết là giá của nó là 750.000 còn cây uh, um, Su 24 thì có cái giá tầm khoảng độ 900 nghìn Đấy. Cho nên mình loại trừ bốn cái dòng kèn uh, Winner, mươi 24, Su 21 và Su 24 ra Không có cây nào trong cái tầm giá này cả Vậy thì ở đây người ta bán cái kèn nào Bán kèn nào của Suzuki vậy Đó Mình uh, quay sang cái quảng cáo thứ hai đi Quảng cáo thứ hai này thì uh, gương mặt trong cái video này rất là quen thuộc rồi. À, bạn ấy có tên là Monica G và là cũng là một người cũng gọi là nổi tiếng trên trên mạng đấy. Trong cái giới chơi kèn harmonica Monica ấy, thì cũng khá nổi tiếng, à, rất nhiều người biết. Thì à, mình không nói rằng là à, cái shop này nó lấy cái video này là của cái cây kèn mà họ muốn bán nhưng mà làm ăn như này thì làm cho người ta rất dễ hiểu nhầm. Cây kèn mà bạn hát Monica à không phải bạn hát Monica, bạn Monica Z này ấy, đang chơi ấy, là một cây kèn nó gần như kiểu là uh, flagship của những cây uh, kèn của hãng Suzuki rồi. Nó có cái giá không dưới 10 triệu đồng. Các bạn tưởng tượng như vậy. Giá chính xác thì mình không rõ nhưng mà Đối với cây kèn này thì nó không phải là những cây kèn thông thường nữa các bạn ạ. Những những cây kèn thông thường như của mình chẳng hạn, ví dụ như là SCX chẳng hạn thì nó chỉ có tầm khoảng độ 4 triệu hoặc là 5 cho đến 6 triệu thôi. Là là kịch rồi. Nhưng mà cây kèn này của bạn ấy nó là một cây kèn dòng cực kỳ là mắc tiền của Suzuki. Không dưới 10 triệu đồng đâu vậy thì cái 3XX này thì công định quảng cáo cho cây kèn nào mà ở đây ấy, mình túm cái váy lại là những quảng cáo của cái shop này rất là mập mờ thứ nhất không nói cây kèn muốn bán là cái dòng kèn nào mà mình vừa mới phân tích cho các bạn ấy, thì không có kèn nào của Suzuki mà nó lại có cái giá như vậy cả Đấy, cái thứ hai là chuyên gia lấy những hình ảnh nó không phải cuối kèn họ muốn bán đấy quảng cáo nhá không liên yết giá là một đấy. không có hình ảnh thật của sản phẩm là hai đấy và chuyên gia lấy những cái hình ảnh trên mạng về để đắp vào để quảng cáo nữa thì ở đây có rất nhiều cái mà làm cho người ta nghi vấn và mình muốn chia sẻ cái này để mọi người cảnh giác một chút bởi vì sao ạ ờ, những người mà tiếp cận được với cái bài quảng cáo này của họ ấy, họ chỉ cần đặt quảng cáo uh, bằng uh, bằng tiền ấy người ta chỉ tốn khoảng độ vài trăm nghìn thôi là đặt quảng cáo trên Facebook là đã tiếp cận được với hàng nghìn người rồi hàng nghìn người và trong số đó thì mình tin rằng uh, chỉ có một phần nhỏ là những người như mình là những người đã từng chơi kèn harmonica và có kinh nghiệm là mua kèn harmonica thôi còn đa số là những người chưa biết gì cả chúng ta thấy hay hay ta thấy là monica di này chơi hay quá thì bảo là, làm cái kèn về chơi cho nó vui đấy nhưng mà ai ngờ rằng là ấy, các bạn mua về ấy, thì có chơi bây giờ bảo mình mà cầm một cây kèn 300.000 ấy thì có đến gọi là mình có luyện thêm nghìn năm nữa thì không chơi được như này vì nó có phải kèn đấy đâu đấy mà ấy, những cái quảng cáo đấy tiếp cận được với nhiều người thì kiểu gì cũng sẽ có người mua mình đã đọc những comment rồi rất nhiều người mua và còn là, là phản hồi rồi là cảm ơn dối rít là shop nhiệt tình rồi là nhận được hàng rồi tốt lắm shop ạ à. ok các bạn mua được rồi nhưng cái điều quan trọng ấy các bạn là một người chưa biết gì các bạn làm sao biết được cái kèn đó như thế nào nó có tốt hay không và giá cả như thế nào các bạn không có kinh nghiệm đấy à, vậy thì ở qua cái video này thì mình muốn à, mọi người cảnh giác hơn chú ý hơn khi mà chúng ta muốn mua kèn harmonica thì hãy tìm đến những cái shop nó có uy tín à, bởi cái lẽ là như này cho dù nha là giá nó có ngang nhau hay là giá ở những cái shop nó có uy tín ấy nó có đắt hơn, đắt hơn chăng nữa thì dù sao người ta cũng là niêm yết giá đàng hoàng, chúng ta thấy ổn chúng ta mua đúng không ạ? Không có sự mập mờ về giá ở đây. Cái thứ hai là shop uy tín ý, thì nó có bảo hành cho chúng ta. Mặc dù là bảo hành mồm thôi nhưng mà những shop có uy tín là người ta phải bảo hành cho chúng ta đã, không có chuyện là bùng được. Đấy và những cái shop mà uy tín ý, thì người ta sẽ còn những cái hậu mãi khác nữa ví dụ như là giải đáp chúng ta rồi là những cái vấn đề khác về kèn thì người ta cũng sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều còn cái shop vừa xong ấy mình chia sẻ với mọi người mà mình đã bôi mờ đấy bạn không nhìn thấy tên đâu nhưng mà mình nói thực là cái shop này nó không có một cái tên tuổi gì trong cái giới chơi kèn harmonica cả đấy mình không biết là cái shop này ấy, trong những cái nhạc cụ khác trong cái lĩnh vực của các cái nhạc cụ khác ấy, guitar hoặc là sáo xước gì ấy thì có cái tên tuổi gì không nhưng mà đối với kèn harmonica là là không có tên tuổi gì cả và mình nói thực với các bạn là những cái shop mà bán kèn harmonica có uy tín thì mình mình thấy là người ta ít những cái kiểu quảng cáo như thế này lắm người ta một là có quảng cáo có quảng cáo trả phí nhưng mà người ta sẽ theo một cái mẫu căn bản đấy là có giá cả niêm biết đàng hoàng có hình ảnh thật đấy và các bạn vào cái website của người ta là người ta có trụ sở có địa chỉ đấy. thậm chí là như kiểu là ông Việt Thương chẳng hạn thì bố tổ ông ấy cũng không thể nào mà lừa ông ta được vì nó là một cái thương hiệu rất lớn cực kỳ lớn đấy mua đấy là yên tâm rồi. Có đông này thì không có một tên tuổi gì và cũng với cái giá cả rồi những cái mô tả như này rất là mập mờ. Chúng ta nên cảnh giác, nên cảnh giác. Mình chưa thấy những cái người mà đã mua sản phẩm này có những cái phản hồi gì nó nó không tích cực cả. Nhưng mà bởi vì là người ta có biết biết chơi đâu, người ta chưa biết chơi thì làm sao mà phản hồi nó không tích cực được. Ok. Hôm nay thì mình chỉ chém gió với mọi người một chút vui vui thôi ờ, Đối với những người mà mới chơi kèn harmonica uh, hoặc là mới tiếp cận với kèn ấy, đi mua kèn thì chúng ta nên cẩn thận nhé tham khảo những cái shop mình đã giới thiệu mọi người có 6 cái shop đấy Ngoài ra thì chúng ta có thể đến tận nơi đến tận nơi những cái shop khác ví dụ như là ở khu vực uh, Hà Nội thì có cái dốc nhạc cụ Hào Nam đấy mua hẳn ở đấy luôn cho nên yên tâm và, và đi mua ấy, thì chúng ta nên nhờ những người người ta có kinh nghiệm để đi chọn mua cho cho nó yên tâm không phải lan tăn cái gì cả ok video của mình ở đây thì cũng đã là quá dài rồi mọi người có ý kiến gì có thể để lại dưới phần comment để đóng góp cho mình và những người xem khác cùng được biết nhé cảm ơn mọi người đã theo dõi đến giờ phút này và xin chào hẹn gặp lại trong những video tiếp theo